Xin chào các bạn đã trở lại với bản tin thời sự tại bên Mỹ. Các bạn có biết là bữa hôm nay á, ở trên đài nó đưa một cái tin rất là chấn động là một chủ nhà hàng người Việt Nam của mình nha các bạn nhé, đã bị giết hại. Thì theo như đài truyền hình Fox 4 của bên tiểu bang Texas đưa tin là chủ nhà hàng bị giết hại bởi một người đàn ông đi vòng vòng từ Houston các bạn. Thì cái thành phố mà người bị hại là Arlington, thì các bạn thấy là bây giờ đài Fox á, đài Fox số 4 á, ở bên tiểu bang Texas họ đã tới cái hiện trường vụ án để họ đưa tin là cái người chủ nhà hàng bị giết chết. Và người ta phát hiện ra là chủ nhà hàng là người Việt Nam. Các bạn biết ở bên Mỹ này, khi mà những cái vụ án á, là người ta đưa hình nhân vật, đưa tên tội phạm lên để mà mình biết, mình tránh né, thì đây là cái tên hung thủ các bạn. Cái thằng này nó gọi là Fernando Taylor. Thì theo như những cái nhà điều tra đó, thì cái thằng này nó mới được thả ra khỏi tù các bạn. Và nó đã lái một chiếc xe từ Houston xuống vòng vòng, và nó thấy bà chủ nhà hàng này và nó đã ra tay cướp của và giết người. Thì các bạn thấy là khi mà cảnh sát bắt được thằng này á, thì cảnh sát, đây là cái nhà hàng nè các bạn. Cái nhà hàng này được là, các bạn thấy là Phở Sơn Nam, các bạn thấy không? Ở bên Mỹ này là người ta đưa hình lên các bạn, cái này là đài đưa hình lên các bạn ha. Thì các bạn thấy là họ xuống tận nơi họ quay luôn các bạn. Rất là buồn các bạn ha. Thì bây giờ cảnh sát đã bắt được thằng này và cảnh sát điều tra, thì cảnh sát biết được là cái thằng này nó mới ra tù. Và các bạn biết á, là nó bị bắt vì cái tội gì không? Là nó cũng đã gây ra rất là nhiều vụ tương tự. Có nghĩa là nó lái xe đi vòng vòng, nó lái xe đi vòng vòng để nó coi có ai mà nó cướp được hay không. Thường thường những đối tượng mà nó cướp á, là bà già các bạn ha. Thì các bạn thấy là cái bà chủ nhà hàng này, bà đã tới một cái nhà hàng nó gọi là Restaurant Depot để mua những cái supply cho nhà hàng vào sáng sớm. Thì cái thằng này nó đã đi theo dõi bà, và nó đã bị camera quay hình lại các bạn. Thì nó đã tấn công bà sau khi bà rời khỏi cái Restaurant Depot này. Cái thằng này nó có một cái gọi là cách ăn cướp, là nó đi theo những cái bà này các bạn đó. Nó lái một chiếc xe màu trắng, các bạn biết không? Nhưng mà những cái chiếc xe màu trắng đó, nó không có bảng số, cho nên nó phải đi ăn cắp cái bảng số của chiếc xe màu trắng khác. Và nó gắn vô cái bảng số xe của nó để tránh cảnh sát nghi ngờ là nó là không có bảng số xe các bạn ha. Thì các bạn thấy là đây là chiếc xe mà nó lái nè các bạn, và không có bảng số ha. Thì cảnh sát đã điều tra ra được nhờ cái camera của Restaurant Depot. Thì cái thằng này nó vừa mới được thả ra khỏi tù các bạn. Nó bị bắt về những cái hành vi tương tự, là nó đi theo dõi những cái người khác và nó ra tay, nó chờ thời cơ, nó ra tay, nó cướp, nó tấn công. Thì các bạn thấy là sáng sớm á, mà mình đi ra đường á, mình cũng phải cẩn thận, nhiều khi mình bị người ta theo dõi các bạn ha. Thì theo như cảnh sát bắt thằng này đó, thì nó khai là nói với cái bà này dằn giật qua lại những cái túi sách đó. Thì bà không có giống như là đưa nó cái túi sách, cho nên nó đã ra tay giết hại bà. Thì lúc này cái thằng này nó đã theo dõi cái bà này từ rất là sáng sớm các bạn. Và khi mà bà này bà đi tới cái nhà hàng Restaurant Depot đó, thì nó đã theo dõi bà và nó đã bị ghi hình lại bởi cái camera của nhà hàng Restaurant Depot. Thì sau đó thì nó đã theo dõi bà tiếp tục các bạn. Và thời cơ chín mùi là khi mà bà bước xuống cửa nhà hàng á, và nó đã ra tay sát hại bà trước cửa nhà hàng. Tại vì các bạn biết nhà hàng thường thường mở cửa là sáng sớm là 11 giờ, nhưng mà bà này bà tới sớm á, cho nên nó rất là vắng người. Họ bà nó đã ra tay. Thì thằng này nó đã bị bắt các bạn, nó đã bị bắt rất là nhiều lần, vì nó đã có một cái tiền sử tội phạm các bạn ha. Và các bạn biết không, nó đã dùng cái biển số xe giả các bạn, dùng biển số xe giả để thực hiện. Tại vì các bạn biết không, là nếu mà nó dùng biển số của nó, cảnh sát sẽ phát hiện ra, cho nên nó dùng biển số giả các bạn ha, rất là nguy hiểm. Bây giờ thì cảnh sát đã lên trên đài, cảnh sát nói là ok, chúng tôi đã bắt được tên hung thủ của vụ án này. Thì bây giờ các bạn thấy là ở thành phố là Arlington các bạn ha. Cái tên này nó đã theo dõi cái bà này, và nó đã gây án rất là nhiều lần với những người khác rồi, chứ không phải là một cái vụ đầu tiên các bạn. Có nghĩa là cái tên này nó bị bắt nhiều lần với cái tội đó, là nó đi theo dõi những cái người nào mà nó thấy là dễ ăn cướp các bạn. Có nghĩa là nó sẽ lái xe vòng vòng và nó nhìn qua nhìn lại, thì nó thấy nếu mà có người nào mà đeo túi xách hay là bà già hay là phụ nữ đó, thì nó sẽ tấn công người đó các bạn ha. Và nó sẽ đi vòng vòng, nó sẽ theo dõi người đó tới một cái nơi vắng vẻ. Thì các bạn thấy là ở đây nè là nó nói là nó đã giằng co cái túi xách, và khi mà bả không đưa nó đã giết bả. Thì sau đó là nó bỏ đi các bạn ha. Đó có nghĩa là thằng này nó khai là nó với bả đã giằng co qua lại và nó đã giết bả các bạn ha. Rất là tội nghiệp các bạn ơi.
Cho nên mình cũng phải cẩn thận các bạn. Ở bây giờ ở bên Mỹ nguy hiểm các bạn, nhất là thành phố Texas với Cali đó, nó có rất là nhiều vụ giật túi xách các bạn. Không, những cái người châu Á đó bị giật túi xách. Và cái người đó chính là một người Mỹ đen các bạn. Cái sự việc như thế nào để mình kể lên cho các bạn nghe, mình cũng mới lên đài mình đọc các bạn ha. Ok. Thì các bạn biết là ở bên tiểu bang Texas, thành phố Arlington đó, nó có một cái nhà hàng do người Việt Nam mình làm chủ các bạn. Và người ta phát hiện ra cái bà này, bà đã bị giết chết các bạn. Thì sau đó người ta điều tra, cảnh sát điều tra, người ta phát hiện ra cái người giết chết bà chủ nhà hàng này là một tên Mỹ đen các bạn. Thì câu chuyện nó diễn ra như thế nào? Thì các bạn biết là ở bên Mỹ á, thường thường người Việt Nam của mình á, là các bạn biết người Việt Nam mình họ hay làm chủ nhà hàng, họ hay đi sớm lắm. Thì khi mà cảnh sát điều tra qua những cái camera đó các bạn, cảnh sát phát hiện là cái bà chủ nhà hàng này bà đi từ rất sớm, bà ra khỏi nhà từ rất là sáng sớm các bạn. Tại vì các bạn biết không, những cái chủ nhà hàng họ phải đi ra khỏi nhà để họ đi mua đồ này đồ nọ để chuẩn bị cho cái bữa làm việc bữa hôm nay ha. Thì qua cái điều tra của cảnh sát á, thì cảnh sát thấy là cái bà chủ nhà hàng này bà đã ghé một cái chợ đó gọi là Restaurant Report các bạn, trích từ cái camera của cái nhà hàng Restaurant Report. Cái nhà hàng Restaurant Report này á là nó chuyên bán những cái đồ cho nhà hàng, chẳng hạn như là ly hay là mấy cái hộp hay là mấy cái củ hành mà loại là size bự các bạn biết không. Thì cái bà Việt Nam này, cái bà chủ nhà hàng Việt Nam này, bà đã thức dậy rất là sớm để bà đi vô cái chợ đó. Nhưng mà trong cái lúc mà bà đi ra khỏi nhà vào sáng sớm đó, thì vô tình có một thằng Mỹ đen nó đã đi theo bà các bạn, nó đã đi theo bà. Thì trích từ camera của những cái xung quanh đó thì cảnh sát đã phát hiện ra là cái thằng Mỹ đen này nó lái một chiếc xe màu trắng các bạn. Và nó dùng bảng số giả các bạn ha, nó dùng bảng số giả. Thì thằng Mỹ đen này nó đã đi theo bà này tới cái chỗ gọi là Restaurant Report. Và nó đã bị cái camera của cái chỗ đó nó quay lại các bạn ha. Và sau đó nó đã theo dõi bà này và nó đã ra tay giết hại cái bà chủ nhà hàng này. Thì sau khi mà cảnh sát bà lần theo những cái camera chích ra, cảnh sát phát hiện ra cái người hung thủ này là một thằng Mỹ đen các bạn. Và cái điều mà khá sốc nữa đó, cái điều mà khá sốc nữa đó là cái thằng Mỹ đen này nó mới vừa được thả ra tù, hoặc nó mới ra tù. Đó các bạn thấy không? Có nghĩa là cái thằng Mỹ đen này nó mới vừa được thả ra có vài ngày thôi mà nó lại gây tội nữa rồi các bạn. Nhưng mà cái điều mà khá sốc nữa đó là các bạn biết cái thằng Mỹ đen này nó bị bắt về cái tội gì không? Có nghĩa là cái thằng Mỹ đen này đó nó đã bị bắt rất là nhiều lần về cái tội là đi theo dõi người ta để ăn cướp ăn giật các bạn. Có nghĩa là trong cái tiền án của nó đó, những cái vụ trước đó là cái thằng này là nó chuyên lái xe vòng vòng đi theo dõi người ta, rồi khi mà nó đợi người ta không có ai xung quanh hay là nó đợi vô cái khúc vắng người đó là nó sẽ chạy lại nó gọi là dí dao vô cổ và nó cướp bạn. Thì nó đã bị bắt các bạn, và bữa hôm nay là nó được thả ra. Có thể là trong những cái vụ lần trước đó, nó chỉ giật đồ hay là cướp đồ sơ sơ thôi cho nên nó bị tù rất là ít các bạn. Nhưng mà lần này không hiểu làm sao mà nó lại giống như là giết bà Việt Nam này các bạn ha. Thì các bạn biết không, cảnh sát đã điều tra và cảnh sát phát hiện ra là từ cái camera cảnh sát chích ra cái bảng số xe đó, thì cảnh sát mới phát hiện ra là cái thằng này á nó ra tù. Các bạn biết không, nó ra tù nhưng mà nó lái một chiếc xe ben màu trắng các bạn. Nhưng mà cái chiếc xe ben màu trắng này nó không có cái biển số các bạn, cho nên cái thằng này nó mới đi nó ăn cắp cái biển số của một chiếc xe màu trắng khác gắn vô cái biển số xe màu trắng của nó các bạn ha. Và sau đó nó lái xuống cái khu này, thì khi mà nó lái xuống cái khu này á, thì nó lại thấy một cái bà Việt Nam này và nó đã đi theo. Thì cái thằng Mỹ đen này á, nó bị bắt nhiều lần là tại vì nó có nghĩa là nó chạy vòng vòng, nó coi có ai mà dễ ăn cướp không, có nghĩa là nó thấy cái bà này châu Á dễ ăn cướp rồi nha. Đó thì các bạn biết không, sau khi mà cảnh sát chích camera ra, cảnh sát tìm bằng số xe ga và cuối cùng cảnh sát đã tìm ra được cái thằng Mỹ đen này và bắt nó bạn. Và các bạn biết không, thì cảnh sát mới hỏi một cái lời khai là cảnh sát mới hỏi cái thằng Mỹ đen tội phạm này đó là tại sao mà mày cướp của được rồi mày lại còn giết bà nữa. Thì các bạn biết không, thằng này nó khai á, là cái bà này bà đeo một cái túi xách các bạn, chắc là cái túi xách LV các bạn, mấy bà chủ nhà hàng Việt Nam bà hay đeo túi xách LV lắm. Thì cái thằng này á, nó thấy bà đeo cái túi là nó nghĩ ra trong cái túi này nó có tiền mặt các bạn. Thì nó mới đi theo bà, nó đi theo bà tới cái nhà hàng là Restaurant Report luôn, là nó bị cái camera của nhà hàng Restaurant Report á, là đâu nó quay hình chiếc xe màu trắng, có nghĩa là cái nhà hàng Restaurant Report này đó
là thấy cái bà Việt Nam này chạy tới mua đồ và thấy cái chiếc xe chạy theo bả luôn, có nghĩa là bả bị theo dõi các bạn ha, nhưng bả không biết đó. Thì khi mà bả rời khỏi đó đó thì cái thằng này nó cũng rời khỏi luôn, và nó đã bị quay hình lại các bạn, và cảnh sát đã dựa vào đó để tìm ra cái xe của thằng này các bạn ha. Rồi các bạn biết không, thì cái thằng này nó mới nói là nó giật cái túi xách của bả, và bả với nó giằng co qua lại, và trong lúc vô tình sao thì nó giết chết bả các bạn đó. Các bạn thấy không, các bạn biết không, ở trên mạng có rất là nhiều video những cái bà Việt Nam mà bị giật túi xách các bạn. Thì các bạn biết không, thường thường á, nếu mà như mà có ai mà giật túi xách của mình đó thì thôi kệ, mình buông ra đi, mình giằng co lại chi các bạn. Thì có nhiều bà, các bạn biết không, họ giữ cái túi xách á mà bị mấy thằng bị đen mà nó lôi đi đó, nó lôi đi đó. Các bạn biết không, nhiều khi á ở trong cái túi đó có tiền nhưng mà thôi kệ bỏ đi, nếu tụi nó đã cố gắng giật rồi thì mình giữ lại cũng hơi nguy hiểm các bạn, bỏ đi ha. Thì có thể trong cái lúc mà thằng bị đen nó cố gắng giật á, bà này bà chống cự, bà giành lại cái túi xách đó các bạn ha. Và thằng đó nó có thể là nó lấy dao nó đâm bà không chừng. Ok. Thì các bạn biết không, đây là một câu chuyện nó rất là buồn các bạn, nó rất là buồn các bạn biết không. Thì các bạn thấy không, sáng sớm giống như mình, các bạn thấy không, sáng sớm mình thức dậy sớm, mình đi ra tiệm làm thì mình xui xui, mình đâu biết được là có ai theo dõi mình đâu các bạn hiểu không. Đó, thường thường thì những cái người mà họ nhắm vô là những cái người phụ nữ các bạn, những cái người Việt Nam, những người châu Á. Các bạn lên trên mạng các bạn sẽ thấy được những cái bà già Việt Nam mà đeo mấy cái túi xách LV đó các bạn, đi ở bên Cali đó, thì thằng Mỹ Đen nó chạy lại nó giật. Thì các bạn biết không, cái thằng Mỹ Đen mà nó giật cái túi á, cái là cái bà già bà giăng một cái các bạn, cái bà già bà giăng một cái luôn, xong rồi bà vẫn giữ cái túi lại thì nó lôi bà đi. Các bạn thử tưởng tượng đi, một thằng Mỹ Đen mà nó lôi một bà già thì nó rất là nguy hiểm các bạn ha. Thì sau đây á, cái video này là một video cảnh giác cho các bạn, cho nên á, các bạn thấy người Mỹ không, họ đi ra đường mà giống như buổi sáng sớm á, họ sẽ giống như là không có đeo túi xách LV hay là cái gì đó để phòng thân. Hoặc là khi mà các bạn đi ra đường sáng sớm, các bạn nên cẩn thận giống như là mà để coi có ai theo dõi mình không các bạn ha. Thường thường khi mà các bạn lái xe mà các bạn thấy một chiếc xe mà nó cứ chạy theo mình hoài là các bạn biết sẽ bị theo dõi các bạn. Sẽ bị theo dõi, ok. Giống như các bạn biết ở Mỹ này, người Việt Nam mình họ hay đi đánh bài các bạn. Thí dụ như mà các bạn đi đánh bài mà thắng nhiều quá đó, giống như mình vô sòng bài mình đánh đi, thì mình thắng nhiều quá cái là mình đi ra xe. Thì trước khi mà mình đi về nhà mình đó, mình chạy vòng vòng, nhiều khi có mấy thằng mà nó đứng trong sòng bài á, nó thấy mình thắng nhiều á, cái mình đi về cái nó đi theo mình. Cái nếu mình chạy thẳng về nhà đó, cái đó nó ngồi đó canh các bạn, nó ngồi đó canh lát nữa cái nửa đêm nó vô nó cướp mình. Cho nên mình phải chạy vòng vòng để coi có ai theo dõi mình không. Đó, đó chính là những cái mà gọi là kiến thức để bảo vệ bản thân của các bạn. Thì cuối cùng thì các bạn biết người ta cũng đã bắt được cái thằng Mỹ Đen này các bạn. Nhưng mà xui cho bà chủ là bà chủ này đã bị thằng Mỹ Đen giết các bạn. Thì cái thằng Mỹ Đen này á, là nó đã có tiền án tiền sự là như vậy. Các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, là khi mà các bạn lái xe đó, các bạn phải mua một cái sticker. Cái sticker nó dán trên xe. Thì cái thằng Mỹ Đen này đó, nó không có cái sticker đó các bạn. Cái sticker đó thì nếu như mà thằng Mỹ Đen này mà nó lái xe của nó mà nó không có cái sticker á, thì nó sẽ bị cảnh sát dịnh lại và cảnh sát sẽ biết nó được là tội phạm bạn ha. Cho nên nó phải đi ăn cắp cái biển số xe của người khác để nó gắn lên cái biển số xe của nó. Thì ở trong cái lời khai của nó là cảnh sát nó ghi như vậy các bạn ha. Thì nó mới lấy cái biển số xe của người ta, nó gắn vô cái biển số xe của nó và nó chạy các bạn. Có nghĩa là nó đi ăn cắp biển số xe của những cái người khác đó và nó chạy đó. Thì nó chạy vậy thì nó chạy vòng vòng. Tại các bạn biết không, nếu mà các bạn chạy vòng vòng thì nhiều khi mà cảnh sát nó thổi các bạn mà cái biển số xe của các bạn nó không có cái tích cờ đó, để mà bị phạt, thì nó mới đi ăn cắp cái biển số xe của người ta. Thì nó vừa được thả ra chạy các bạn, thì nó lại dùng cái chiêu cũ nữa bạn. Có nghĩa là từ trong quá khứ của nó là nó đã làm cái này rất là nhiều lần rồi. Có nghĩa là nó lái xe đi vòng vòng để coi nó có thấy được mấy bà già hay là mấy ông già gì mà đi một mình á. Các bạn biết không, thường thường nó giống như là các bạn biết mấy cái tên ăn cướp á, tụi nó lái trong xe phải không, tụi nó đi vòng vòng để coi có mấy cái bà già đi một mình không, thì nó lại nó giật. Thì ít ra thì trong đó cũng có 1-2 đồng tiền mặt hay là mấy trăm đồng tiền mặt các bạn ha, thì nó giật xong nó bỏ chạy đó. Nhưng mà không biết làm sao mà cái vụ giằng co này nó dẫn tới là nó phải giết bà Việt Nam này các bạn, rất là tội nghiệp các bạn ha. Cho nên khi mà các bạn đi ra đường á, là các bạn phải nhớ cẩn thận. Nếu mà các bạn đi sớm hay là đi khuya đó, nên các bạn nên rủ một người đi theo các bạn, đừng quá ý các bạn ha. Giống như là ok, mình đi chỗ này quen rồi thì các bạn nhiều khi người ta theo dõi mình, nhất là những cái thành phố chẳng hạn như là Texas đó. Các bạn biết cái thành phố Texas bây giờ á, nó có rất là nhiều người di cư các bạn, người vượt biên á, người vượt biên các bạn không, có rất là nhiều tội phạm các bạn, rất là nhiều tội phạm gia tăng đó. Rồi Cali nữa các bạn thấy ở trên mạng những cái vụ giật túi xách không, nó rất là nguy hiểm các bạn. Cho nên mình phải cẩn thận, mình không biết được là ai theo dõi mình các bạn.
Ok, thì đó là như vậy. Tin tức giật gân các bạn. Thì thôi cẩn thận các bạn ơi. Tạm biệt các bạn.